thành phố Lhasa, ngay từ khi ra đời, đã là miền đất thiêng của đạo Phật. Trong phần lớn chiều dài lịch sử, nơi đây là vùng đất cấm. Vị trí xa xôi cách trở khiến cho mọi cố gắng tìm kiếm của người ngoài trở nên bất lực. Vì thế, vùng đất này càng thêm bí ẩn và tách biệt với thế giới trần tục bên ngoài. Mùa xuân năm 1924, một người phụ nữ phương Tây đã tới cung điện Potala, đến trước chùa Đại Chiêu và đi thăm các ngôi chùa khác ở Lhasa. Bà đã vượt qua được hết trở ngại này đến trở ngại khác để cuối cùng đến được Lhasa. Là người phụ nữ phương Tây đầu tiên đặt chân đến nơi này, cái tên Alexandra David Neal đã trở thành tượng đài trong giới thám hiểm. Bà sinh ra ở Pháp, nhưng hầu như không ở Pháp mấy. Lúc còn trẻ, bà thử đủ mọi thứ. Bà học ca nhảy van trong cung điện ở Bỉ. Sau này khi tới Ý, bà bắt đầu nảy ra ý định đi thám hiểm vòng quanh thế giới. Alexandra là một trong những nhà thám hiểm lừng danh nhất thế kỷ 20. Bà cũng là một nhà văn đầy sung sức, một nhà phương Đông học, một nhà Tây Tạng học và là một người thực hành thiền quán theo đạo Phật. Thám hiểm là điều mà bà say mê nhất trong cuộc đời mình. Phần lớn thời gian, bà đi khắp đó đây. Bà sinh ra ở Paris năm 1868. Cha là một nhà triết học, mẹ xuất thân từ một gia đình nổi tiếng. Mặc dù cả đời bà không thiếu thốn gì, nhưng không lúc nào bà ngơi nghỉ. Mới lên 5 tuổi, bà đã nói với mẹ rằng bà muốn được đi ra ngoài, tới những nơi lạ lẫm. Năm 17 tuổi, bà đã mặc áo mưa, cầm theo một cuốn sách, leo lên một ngọn núi ở Ý để tìm một cái hồ mà không ai biết là ở đâu. Năm 20 tuổi, lần đầu tiên bà biết đến địa danh Tây Tạng khi có mặt ở Anh. Năm 1891, khi bà 23 tuổi, bà tới Sakim để tìm hiểu về Phật giáo Tây Tạng. Bà Alexandra bắt đầu chuyến đi dài ở Đông Á vào năm 1911, khi bà tình cờ gặp vị Dalai Lama thứ 13 ở Bhutan. Ngài đã khuyến khích bà tìm hiểu về Tây Tạng và gợi ý bà nên học tiếng Tây Tạng để có thể hiểu hơn về văn hóa của người Tây Tạng. Sau này, bà nhớ lại cuộc trò chuyện với vị Dalai Lama thứ 13 này. Bà thấy có một nhóm nhà sư vây quanh ông, khoác áo lụa vàng, đỏ tía và thêu kim tuyến lấp lánh. Họ kể những câu chuyện lạ về một vùng đất trong mơ, phía bên kia dãy núi phủ tuyết. Alexandra không phải là nhà thám hiểm nữ đầu tiên từ phương Tây tới Tây Tạng. Trước bà đã có Annie Roy Taylor và Suzy Rinehart. Annie Roy Taylor là nhà truyền giáo người Anh. Bà đến Tây Tạng năm 1892 sau một hành trình kéo dài 7 tháng. Sau khi tới được Mangguo, thì bà bị cấm không được đi tiếp tới nơi mà ngày nay gọi là Cang Đinh. Còn bà Suzy Rinehart thì là bác sĩ và cũng là nhà truyền giáo người Canada. Bà cùng chồng và đứa con mới sinh đến được Tây Tạng, nhưng còn cách Lhasa khoảng 200 km thì con họ bị chết vì say độ cao hoặc vì một bệnh nào đó. Hai tháng
sau đó thì ông chồng cũng qua đời. Người Tây Tạng sau đó tìm thấy bà và cũng cấm không cho vào Khang Ninh. Alexandra may mắn hơn và cũng chuẩn bị cho chuyến đi kỹ càng hơn so với những người đi trước. 3 năm trời bà ở Sakim, làm quen với giáo lý của đạo Phật Tây Tạng và học tiếng Tây Tạng. Trong những năm ở Sakim đó, khao khát được đến Tây Tạng trong bà ngày một lớn thêm. Bà viết nhật ký về suy nghĩ ấy, từ khi ý nghĩ vẫn còn mơ hồ, cho tới khi trở thành một niềm đoan quyết. Không ai có thể ngăn bà lên đường thực hiện ý muốn của mình. Người nước ngoài không được phép đến Tây Tạng. Đó là lệnh cấm của nhà Thanh. Còn nước Anh thì cấm du khách tìm cách đến Tây Tạng qua đường Ấn Độ. Người Anh coi đó là vùng đất của họ. Bà Alexandra đã cải trang để lẻn vào Tây Tạng. Chuyến đi của bà rất khó khăn và đã để lại nhiều ảnh hưởng đối với các thế hệ sau này ở phương Tây. Kể từ năm 1910, bà Alexandra đã nhiều lần lẻn vào Tây Tạng. Bà và một nhà sư trẻ tên là Apher Yongdeng cải trang thành Dakini, tức là không hành nữ, nữ thần đi trong không trung để đến Tây Tạng. Họ hành xử và làm mọi việc đúng như một Dakini chính hiệu, để không ai có thể nghi ngờ. Nhưng cuối cùng thì họ cũng bị lộ và bị đuổi về 3 lần. Cho dù 3 lần bị đuổi khỏi Tây Tạng, tôi vẫn không coi đó là thất bại của mình. Tôi không chấp nhận bất kỳ thất bại nào, cho dù bản chất của thất bại đó là gì hay là do ai gây ra thất bại ấy. Mùa đông năm 1923, bà Alexandra khi ấy 55 tuổi cùng với Yongdeng lên đường lần cuối. Đó là chuyến đi thứ tư của họ. Sau 3 lần thất bại, họ đã có nhiều kinh nghiệm hơn và chuẩn bị kỹ càng hơn. Để tránh bị phát hiện, họ cải trang thành người ăn xin. Yongdeng là con trai, còn bà Alexandra là mẹ. Từ cuối thế kỷ thứ 19 tới giữa thế kỷ 20, nhiều người phương Tây đã cải trang đến Tây Tạng. Bà Alexandra cải trang thành nông dân. Bà cải trang không được giống lắm. Tóc của bà, rồi chiều cao và màu da bị lộ. Rõ ràng bà là người nước ngoài thuộc tầng lớp thượng lưu. Vì vậy, trong chuyến đi cuối cùng, trước khi lên đường, bà đã nhuộm da, tóc và tay để che giấu nguồn gốc. Bà rất thành thục với kiểu ngụy trang này. Bởi vì trước đó có một lần, tóc bà đã khiến bà bị lộ khi đến Tây Tạng. Người ta đã phát hiện ra bà và cho người áp giải bà về thành phố Ngọc Thụ ở Thanh Hải. Bà ở đó 7 tháng và khi một người dân địa phương nhìn thấy bà có máy ảnh thì bà bị đuổi khỏi Tây Tạng. Lần này, bà vẫn không xin được giấy phép vào Tây Tạng, nhưng bà lại càng tin mình sẽ thành công. Bà mang theo lều, một số thức ăn dự trữ và đi theo con đường nguy hiểm hơn. Đường bắt đầu ở Lý Giang, tỉnh Vân Nam, vượt qua dãy núi Trung Điện, vòng tới tận Lâm Chi, và cuối cùng là tới Lhasa. Con đường ấy bây giờ là đường cao tốc Vân Nam-Lhasa.
Đó là một tuyến đường đầy nguy hiểm thời bấy giờ mà trước đó chưa có người phương Tây nào vượt qua. Nhưng đó lại đúng là những thử thách mà bà muốn đối mặt. Đây rõ ràng là lối đi chưa hề có. Trước bà, tất cả các nhà thám hiểm phương Tây, bao gồm cả Nikolai Prevansky người Nga, Sven Anders Hedin người Thụy Điển, đều chỉ tìm cách vào Lhasa từ phía Bắc. Tuyến đường mới này chưa từng có ai thử đi qua. Sau khoảng giữa thế kỷ thứ 19, thì các nhà thám hiểm phương Tây thường vào Tây Tạng qua đường Tây Khang hoặc Vân Nam. Bà Alexandra vào Tây Tạng qua đường Địch Khánh quả là vô cùng bất thường. Núi non ở Trung Điện vô cùng dốc và hiểm trở. Rút kinh nghiệm từ các chuyến đi trước, bà Alexandra chỉ đi vào ban đêm. Ban ngày họ tìm chỗ trú ẩn. Bà mang theo vàng, bạc và cả tiền, một chiếc la bàn, một khẩu súng ngắn và một chiếc máy ảnh. Tất cả thứ đồ này bà giấu rất kỹ, bởi vì bất kỳ vật nào lộ ra, người ta cũng sẽ biết bà là người nước ngoài ngay lập tức. Họ đi ngược dòng một con sông và tránh gặp dân bản địa hay gặp người qua đường. Trong mấy ngày đầu, họ không dám căng lều nghỉ chân. Dù đã cẩn thận đến thế, họ cũng vẫn nhanh chóng bị bắt gặp. Một nhóm người hành hương đã gặp họ và tỏ ra rất tò mò về hai người. Trên đường đi, họ gặp một cô bé bị ốm rất nặng. Người Tây Tạng thời bấy giờ không hiểu biết mấy về khoa học. Họ nghĩ rằng ốm là do bị tà ma xâm nhập, cho nên họ không chữa cho cô bé. Thay vào đó, họ tìm cách xua đuổi tà ma. Chân của cô bé bị sưng đau đến mức cô không tài nào đi được nữa. Những người hành hương cho rằng cô đã bị tà ma bắt rồi, cho nên họ nhờ bà Alexandra và Yongden trục xuất tà ma đi. Bà nhận lời họ. Bà biết nhiều về y học và khoa học hiện đại. Sau khi kiểm tra chân của cô bé, bà thấy là chân cô bé bị sưng do đi bộ trên chặng đường quá dài. Dương Đen nói với những người hành hương những việc họ cần phải làm. Họ cho cô bé ăn một chút, rửa chân và nghỉ ngơi. Sau đó thì chân cô đỡ đau và đỡ sưng. Sau khi chữa xong cho cô bé, hai người gặp thêm những rắc rối tương tự. Những người hành hương truyền tay nhau câu chuyện về hai mẹ con có quyền năng đặc biệt, có thể chữa khỏi bệnh. Với người Tây Tạng, thì hai người du hành nọ đã trở thành những vị thần đầy quyền phép. Nhiều người tìm đến nhờ họ chữa bệnh, xem bói, xua ma và đuổi quỷ. Sau nhiều tháng trời như vậy, họ gặp mối nguy hiểm đầu tiên kể từ khi rời khỏi Vân Nam. Họ đi xuống núi, tìm được một chỗ hẻo lánh để dựng lều nghỉ chân. Chỗ đó nằm bên bờ suối, cách đó không xa có một ngôi làng nhỏ. Sáng sớm hôm sau, khi hai nhà du hành đang ăn sáng bên bờ suối, có một người nông dân đến gần họ. Người nông dân đó vừa chạy từ chỗ ruộng của anh ta về phía chúng tôi, vừa hét lớn. Không thể chạy đi đâu được, tôi ngồi sụp xuống bên đống hành lý, tay nắm chặt vòng tràng hạt đeo quanh cổ và giả vờ như đang tụng kinh. Người nông dân dẫn Yongden đi. Alexandra đã từng trải qua những việc như vậy.
Hai năm về trước, một chuyện tương tự cũng đã xảy ra, làm cho bà không đến được Lhasa lần đó. Lần này, người nông dân nói rằng hai người phải đến trình báo quan viên địa phương. Sau một tiếng đồng hồ lo lắng chờ đợi, bà thấy cậu Yongdeng trẻ tuổi quay lại, nét mặt tươi cười và miệng thì tụng kinh. Cậu phấn khích thông báo rằng viên quan địa phương chúc cậu khỏe mạnh và còn cười với cậu nữa. Thật là một cuộc thoát nạn may mắn. Tôi đã quen với phong tục tập quán ở Tây Tạng. Sau khi đi thêm một chặng nữa, chúng tôi tìm thấy một cây cầu nổi tiếng. Rõ ràng là ở Sát Ngung, ở Đông Nam Tây Tạng. Tôi không bao giờ quên được cảnh tượng hiện ra trước mắt lúc bấy giờ. Những dải sông băng lớn, cả một vùng đất bao la hoang vắng xung quanh. Đó là cảnh tượng mà tôi chưa từng gặp thấy trên đường. Tháng 12 năm 1923, Alexandra tới được chân núi Ranu. Khi ấy đang là thời điểm lạnh nhất trong năm. Nếu không có lửa, họ sẽ chết cóng. Họ cứ ở mãi trong chiếc lều dựng vội. Bà ấy không thể nhóm lửa được và cả hai người đều sắp lạnh cóng. Yongdeng bảo bà hãy dùng những quyền năng đặc biệt của một Dakini. Chống lại cái lạnh là một trong những nghệ thuật huyền bí của người tu hành theo đạo Phật. Alexandra đã từng luyện cách chống lại cái lạnh khi bà ở Sakim, nhưng bà chưa bao giờ thử thực hành trong những tình huống như thế này. Được chàng trai cổ vũ, bà quyết định thử. Bà nghĩ rằng bà có thể áp dụng kỹ thuật đó để vừa làm ấm cơ thể, vừa nhóm lửa. Đến giờ vẫn còn rất nhiều người Tây Tạng tin là các nhà tu hành có thể làm được việc này. Nhiều Lama hùng mạnh nói rằng họ có thể dùng ý nghĩ để thổi bùng lên ngọn lửa. Nhanh chóng, tôi thấy những ngọn lửa bùng lên xung quanh tôi. Càng ngày, lửa càng cháy mạnh hơn. Ngọn lửa đỏ thoát ra từ trong ý nghĩ. Như một phép màu, cơ thể bà Alexandra trở nên ấm hơn và bỗng nhiên bà đã làm được. Bà viết trong nhật ký rằng ngọn lửa xuất phát từ trong cơ thể bà là kết quả của việc tu hành. Dù là gì đi chăng nữa thì họ cũng đã được cứu sống. Sự thật như thế nào thì cho tới tận ngày nay cũng không ai được rõ. Trời lạnh thấu xương và trước mắt họ là những ngọn núi phủ tuyết trải dài như vô tận chắn ngang đường. Còn nhiều rắc rối nữa đang chờ họ trên con đường phía trước, tới vùng đất Lhasa xa xôi, chưa biết ở nơi nào.